Hello anh em, tôi vừa dính một quả crack kinh hoàng, hú hồn, tưởng là lại mất hết video vừa quay. May là chưa mất, tại vì hôm qua sau khi bị crack tôi đã tìm hiểu và tôi chỉnh lại. Bây giờ crack thì vẫn giữ được video. Nó crack, nó không phải crack mỗi game mà nó crack máy tính luôn đấy. Máy tôi cùi mà. Nói to tí thằng nghe. Máy thời đồ đá. Máy thời đồ đá khổ lắm. Nhà đông con. Ngồi bây giờ. Kiểu bây giờ em ngồi em nghĩ là làm cái gì mà em nghĩ ra. Già rồi. Ui nhà trời mưa ở trong ướt sũng. Nhà không có nóc. Bây giờ ta đang định làm cái gì nhỉ? À, định xây cầu thang lên tầng cao hơn. Full burn thang multiplayer. Tức là phải cho nó ấy hơn đúng không? Phải cho thời gian đấy nó dài hơn đúng không? Thịt nướng nè. Khổ thế nhỉ? Cái này lên tầng rồi. 16 binh thành. Nhà đẹp. Ngon lành rồi đấy anh ạ. Nói chung là quả này là biệt thự ven hồ, khu nghỉ dưỡng cao cấp, quái vật đến là phải thu tiền đắt gấp 3 lần bình thường. Cái này không có kiểu mở kinh doanh, mở quán nghỉ nhỉ, kiểu tavern ấy ở trong mấy game RPG. Xây thêm phòng xong rồi bọn thương nhân đi qua vào thuê để nghỉ ngơi. Nó gọi là cái gì, nhà trọ. Có cái phim gì của bọn Trung Quốc ấy nhỉ? Mày nhớ không? Em không nhớ. Có cái phim mà nhà trọ ở sa mạc ấy, xong rồi khách cứ vào là bị thịt cướp hết tiền ấy. Anh, thịt em để rồi nhá. À, từ trong bọn Trung Quốc nó gọi là cái gì? Hắc điếm à, đúng không? À, hắc điếm đúng rồi, chuẩn. Hắc điếm, mở cái hắc điếm ở đây. Có cái bên chỗ ban công ở ngoài này bịt kín hết thì đến lúc bị bọn nó tấn công thì không ra ấy được, không ra phòng thủ được. Ngon, vừa đủ. Ô, thừa một cái à. Đáng ra là cái mưa này đúng là nó làm, để nó làm ấy cũng khó thật. Để nó làm ở trong nhà không bị mưa cũng khó thật. Chế tạo là cầm cốt sắt. Cầm cốt sắt bổ đá rồi nó có ấy, nó có ra sắt nhỉ? Có chứ. Nhưng mà phải đá, hình như là đá ở bờ sông ấy. Mấy cái hòn đá mà hình như nhìn nó phải có vân hơi khác cơ. Anh có thích đội mũ không? Hay là thôi để tóc dài cho đẹp. Không, cứ đội đi. Đấy, nhà kín rồi. Làm mấy cái mũ này nhìn ngầu phết. Rồi,
không có hai rồi, không có ra rồi, phải đi xăm thôi. Còn lại em có dao 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 thuộc da rồi, em sẽ đi lấy thật nhiều da về. Muốn tháo được da nó ra là phải có dao à? Có dao thì nó lấy được toàn da là da thôi. Còn nếu mà anh dùng dìu anh chặt thì nó chỉ ra tí da. Nó ra cái hai thì hai hay là liêu giờ ra ra là ra liêu giờ hay là ra hai ra hai xong rồi mình về máy của mình chế thành liêu giờ. Chết mẹ mày. Rồi đấy, xong nhà xong rồi nha. Đây rồi. Mệt quá. À, cá sấu gì? À đâu, giáp ở đâu ấy? Giáp em để ở trong máy ấy. Ờ, đợi về nhà lấy giáp mặc cho đẹp. Cái laser Ben. Ờ, ammo Ben. Từ từ tao về xem tăng ít chỉ số lên. Anh tăng tăng ấy đi, em tăng sức chứa này, bây giờ cầm được nhiều đồ phết. À đây. Ngon. Đẹp chưa luôn. Chưa có găng tay à? Chưa anh ạ, hết đèn giờ rồi. Sao lại trần chuồng này? Em, cái này là móng nhà đấy anh. Đây. Đây là mình chỉ đặt thêm nữa đây nhá, cái này phải 9 ô. Chết rồi, cái ô ở đây không đặt được rồi. Thôi thế thì anh mình đặt đuôi ra đây. Đây từ từ. Đuôi sang bên này. Được chưa? Ok anh ạ. Ơ sao lại có thằng nó đẩy luôn này? Thằng đấy nó chỉ để tượng trưng thôi. Làm việc đấy. Làm việc đấy. Xong rồi anh. Đi, nghe mình đâu, đi bắt cái đèn. Đồ để bắt đâu. Từ từ tao cất bớt cái này đi ăn nặng. Này anh ơi, em vứt cho anh ít dây này. Đâu. Thôi vừa. Một dây chỉ kéo được một thằng thôi mà. Đi. Này, cái dây nó có độ bền anh ạ. Anh kéo trên đường về mà xa quá là sẽ đứt đấy. Lại còn thế nữa. Với ở đây thấy nhiều lắm mà bây giờ cần tìm thì lại không thấy đâu. Thế là đúng là có không giữ mất đừng tìm đấy. Đi. Chỉ quanh quanh đây thôi. Đây rồi Thành ơi. Đây rồi. Để em mở công tác nhá. Xem nào. Đấy đứng hẳn ở đây không đi. Đứa gái nhá. Không đứa gái nhá. Bắt gái nhá. Thì giết trai. Được. Sao nó đứng yên vậy? À nó dài kìa. Tự nhiên trời tối này. Sao tự nhiên tao tối thui này? Bão cát à? Tối rồi. Ấy à? À vô tư. Vô tư, vô tư. Làm sao? Làm sao? Mày làm sao? Vỡ mặt chưa? Sắp ngất rồi. Ui cái đéo gì đấy? Cái gì cái gì? Cá sấu, cá sấu. Cá sấu nó cắn em. Mẹ chó này. Cá sấu lại ra rồi, bắn chết cá sấu đi tao cái. Ôi chết rồi. Đen thế nhỉ? Đâu, con cá sấu. Giờ nó lại quay ra đánh nhau, con cá sấu lại quay ra đánh nhau con kia.
Quá tay. Mà sao tự nhiên chỗ ấy tự nhiên nó đen xì vào nhỉ? Đây này. Bão cát anh ạ. Có mấy cái gió nó cứ thổi có mấy cái sợi đen đen bay qua này. Sang mình đâu nhỉ? Nó đang đùa anh kìa. Đây đây đây, sát đây. Đâu? Đâu? Rồi, con kia chết rồi. Con kia chết. Sao tao lại bị nặng này nhỉ? Rồi, anh em mình đi tìm chỗ khác vậy. Từ từ. Coi như con đấy nó không có duyên với anh em. Sao tao lại bị nặng nhỉ? Từ từ, hình như có cá sấu nó theo đít tao vậy. Giết cá sấu đi Thành ơi. Quậy đây. Từ từ đấy. Thùng đồ này có gì không? Không có gì. Ai à? Ôi vãi. Bỏ tay. Mẹ, tự nhiên thấy tên. Em đang bắn cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Ai à? Để em ta chặt nó xong rồi. Đi, lui lên đây bắt gái. Xa quá là nó ấy đấy Thành ạ. Là kéo về là sợ không đủ dây đâu. Không, dây bền thế. Nhưng mà em đưa anh mấy cái. Không đủ dây nó chỉ tuột ta thôi. Còn anh em mình lại trói tiếp được. Nó vẫn ngất rồi. Vẫn ngất. Vừa tao đập con kia nó gần đấy rồi chứ. Tao đập con kia nó gần ngất đấy. Mẹ lại food poisoning đấy. Nó có cái vạch trắng trên thanh máu, đập hết cái vạch trắng này là nó ngất đúng không? Đúng rồi anh ạ. Đây 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 Thành ơi. Người. Đâu. Đây. Có một thằng nó đang ra nó đánh nhau quái rồi. Đây có một con bé con gái này, ra đập con này. Gái. Ra đập con tóc dài này. Con kia có tên không? Mày nhìn con kia có tên không? À, quy để lóc quá. Trước mình combat mình cứ cái này nó có lock target mà mình không để lock. Em giết con rùa này đã. À, đây rồi. Láo. Ôi giời ơi, nó đập tao rồi, Thành ơi. Em đến đây. Giết một con đi. Thôi, để bắt cả hai con luôn. Anh đánh con kia đi, để em đánh con này cho. Cái gì cơ? Ôi con này nó cầm cái chùy sao nó đánh ra màu tím kia. Đây rồi, em giúp được một con ra rồi. Anh đánh con kia nhá. Úi giời ơi. Úi giời ơi, nó đập đau quá. Cái gì cơ? Đánh ngại, mày đánh ngại. Mày đánh ngại. Ngất chưa? Con này nó chọc kinh thế. Ngất rồi. Cầm giáo chọc kinh với anh ơi. Mày sọc ai? Con này. Mày sọc ai? Mày sọc ai? Ai à? Nó sọc mình không nhấc tay được. Chị ơi em xin. Em xin lỗi. Đây nó gọi là xa lưng chiến. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Đây rồi, gái đây rồi. Dây đâu? Đâu rồi, con kia đâu rồi? Em trói con kia. Trói kiểu gì nhỉ? Đấy, anh dựa theo người đó luôn. À đây rồi. Đây. Đi. Hai con ạ. Nhà hơi xa. Bù láo, bù lều. Đi tránh xa bọn quái ra không nó lại dậy nó khợp cho. Kéo nó ra bãi biển. Khổ thân, kéo mài như này thì còn gì hàng họ nữa. Đi ở đây cẩn thận coi cá sấu nhá. Bọn này thì làm sao mình biết được lúc nào nó sắp tỉnh dậy. Nó không tỉnh đâu anh ạ. Ui cá sấu nó cắn bọn mình đang kéo rồi. Chạy. Mẹ, tự nhiên thấy cá sấu khợp phát.
như kiểu anh em mình đang ấy nhỉ, đang câu cầm cần câu cá câu cá sấu. phụ thân em tóc đỏ Ôi tôi chết mẹ, em chạy lên đây chạy nhầm đường rồi. không, đi từ trên đây nó có đường xuống nhưng mà hình như đi qua chỗ này là nó có mấy con xong rồi lại phải vòng ra biển ngay, không nó có mấy con ấy đấy, bộ cạp ấy. Rồi hết thể lực rồi. Đây về đây em ơi, về đây ăn sung mặc sướng, làm sao mà phải ăn lông ở lỗ ở cái chỗ. Đây Đi anh sọt nhìn đây. luôn. Về đây Cái này anh cho mà làm kiểu tiếp viên. Tiếp Cái này mà viên của cho Hắc chế Điếm. Chế bộ hầu gái được đấy anh nhỉ. Bây giờ làm sao? Nhét nó vào đây à? Vâng, anh nhét vào trước đi. Ran. Đâu rồi? Sao của Rồi anh tao không thấy? cho thịt vào anh ơi. Sao tao không thấy? Đây đây, ở trong đấy đây anh. Ấn vào là nó vào luôn à? Anh ấn vào nó phát là nó cho vào luôn. Để em đi nướng thịt cho mày Thế làm cho sao vào. mà cho thịt vào được? Phải cho thịt chín á? Cho thịt chín đấy ạ. Cứ để vào đấy thôi à? Xong rồi nhìn ở đâu để biết là nó đang ấy? Nó có một cái thanh ở bên dưới góc bên phải ấy. Đã thấy crafting cure gì đâu? Phải ấn yêu à? Hay là như nào? Anh À ấn vào đây. đây ấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy. Thế thì phải Một đi thịt kiếm thêm này. thịt thôi. Đây em nhét thêm thịt vào cho. Thịt phải thịt chín là thịt sống không được. Vâng, phải thịt chín đấy. Đi ra đập con rùa này Thành ơi. Từ từ để em cất ít da đi đã. Cái dao này có đâm. Mày làm sao? Mày làm sao? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Mày dọa ai? Ui giời. Mày dọa ai? Mày dọa ai? Mày dọa ai? Dọa ai? Dọa ai cơ? Chết đi con rùa. Sai. Lấy cái gì được nhiều thịt nhỉ? Lấy búa à? Dao dao anh ơi, dao được nhiều thịt đấy. À, mày ra mày cắt tiết nó đi này, tao đánh chết rồi. Đâu anh ở đâu ấy? Ở chỗ sa mạc ấy. Xa quá nhỉ. À xong rồi tí để em phải giết con bọ cạp kiếm kiếm ít vỏ chế ra áo giáp Đây con mới. bọ cạp luôn này, đi ra đây. Từ từ để em thịt con rùa ấy đã. Lấy da với thịt. Đây bọ cạp ở ngay đây này. Bọ cạp đâu? Ra đây bố biểu. Được 6 thịt 6 da anh ạ. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Ui ôi. Bọ cạp vẻ trâu đấy. Trâu thật anh ơi. Cái gì cơ? Thôi được rồi, để tao cai nó mày bắn thôi. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Ui rồi mày bắn chúng tao rồi. Ấy à? Ui, em hết thể lực. Tao bị nó chích rồi. Em hết thể lực. Em hết thể lực. Khổ Chết, quá sợ. bị nó chích cho phát. Bắn một ít này. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Sao bọn cà bị trâu thế nhỉ? Cái gì cơ? Chết rồi, chết rồi. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Đều, đều, Láo đều, lếu. Đi. Vậy. Ua, được nhiều cờ chờ thiên kết đấy anh ạ. Có đủ để chế Cầm ra dao không? chọc. Cầm dao chọc phát được 51. Chắc là đủ ấy. Để em về em lấy được. Ờ Ủa? tao tao không có cái công thức 71 anh gì ạ. ở đây luôn, muốn chế là phải học công thức. Anh chỉ ra phải học.
Nhìn như kiểu Ai Cập vậy. Nhìn bệnh vãi. Hở ti. Pharaoh. Hở đúng cái ti ra ấy sợ chứ. Nhưng cái này cho nữ mặc chắc đẹp. tí nữa để chế thử cho con kia mặc xem. Cho nó mặc được à? Nhét được vào người nữa. Nhét vào người nó mình cho mặc được mà. Mình cởi của nó ra được. Cái này chế style kiểu gì nhỉ? Cái gì? Chế cái gì? Style. Style là cái gì? Sắt cái gì thiết hay là cái... Steel á? Thép, thép, thép. Steel thì chắc là mày phải ra cái luyện quặng ngoài này chứ. Chắc là phải ra nguyện luyện quặng ngoài này chứ. Luyện quặng ngoài này nó không có ấy à. Cái này giáp cũng chỉ có 47 thôi. Anh nhìn này. Đó à, nhìn nhưng mà nhìn có vẻ ngon. Đấy, nhìn có vẻ tàu khựa. Mặc nốt cái quần vào đây. Đây bọn, nhưng mà bọn này nó có quần. Còn mấy cái thằng Barbarian này nhìn toàn cởi chuồng thôi. Sợi. Thiếu găng tay ấy thôi. Đẹp trai luôn. Từ từ. Đấy rồi, tao sắp đẹp trai rồi. Trời ơi, em chưa chế được ấy mới nhỉ. Cung mới nhỉ. Đây rồi. Ơ à, cái này tốn slot à? Khiên tốn slot à? Rồi, khiên đỡ kiểu gì? Nó còn luôn, nó hướng dẫn ở dưới đây anh. Không thấy luôn, attack này, special attack này. Up hand block, left control. À, bình thường left control là đá, bây giờ nó thành block. Mày thử đánh ra xem nào. Đây, 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 đây. Được không anh? Được. Hai phết lẩy ngược lại. Được đấy. Thế thì tao sẽ đánh kiếm khiên. Rồi, có thể em chế cho anh bộ hoàng kim giáp nhá. Có đủ nguyên liệu không? Nhiều sắt. Chết rồi, hết sắt rồi. Đi đào sắt đi. Đi, em đi kiếm sắt đấy. Rồi, múc đầy nước ấy các thứ rồi. Đi sang cái vùng núi đi. Em đánh dấu chỗ có sắt rồi, đi anh em mình đi. Xem. Bên này. Dẫn được. Nhìn mình ngầu vãi. Hay là nhanh mệt quá. À, nhìn mấy cái viên đá này xem nào. Ở trong cái trò ách là những cái viên đá nào nó ở gần nước, dưới nước ấy, nó có cái vệt vàng vàng ở trên thân nó ấy, là dễ có sắt. Cá sấu kìa anh em, thịt đi. Cá sấu à? Đợi em, đợi em. Cái gì? Cái gì cơ? Anh có khiên rồi, chú đừng có láo. Ấy à. Vẫn kinh đấy. Anh ơi, sắt đây rồi. Sắt đâu? Đây đây, bên này, bên này. Em vừa thấy có bóng người đấy. Hay là mày nhìn thấy tao? Không không, bóng người nó đốt lửa cơ. Nó có chạy ở đấy. Sao mày đã chạy sang tiếp bên đấy rồi? Chúng đây có bị giã chết không? Ui ui vãi. À đây rồi, sát đây rồi. Ui nhiều sát lắm. Em bị nặng luôn, rất đớt đá luôn. Tao thành... Ở đây nó là sắt, nó chỉ có sắt thôi, nó không có đá thành ạ. Đập nó chỉ ra sắt thôi. Ta phải kiếm được mấy trăm sắt rồi. 300 sắt rồi. Giờ em đang ấy quá, làm sao để... Làm sao để mang được hết cái đống sắt được về đây.
tăng cái điểm em Kumba lên. Rồi, thôi tao về đây. Đủ rồi. Để dành sắt hôm nào ấy tiếp. Ở đây cả một mỏ luôn. Cái này anh cứ cuốc đi, xong rồi mình để một lúc nó spawn. Làm sao lại làm sao để đánh dấu được? Anh kích chuột phải ở trên bản đồ ấy. À đây rồi. Mỏ sắt Iron Mine. Tao đánh dấu mày có nhìn thấy được không nhỉ? Chắc không đúng không? Có thấy đấy. Anh thử ấn M lên anh có thấy cái biểu tượng của em không? Không thấy. Thôi đi về. Ở kia bên kia sông có một bọn kìa. Quanh cái khu chân núi này có vẻ nhiều sắt. Sắt, em đã bắn chết một thằng. Mày bắn chết làm gì? Để dành. À mà sau nó cũng hồi lại. Thằng đấy nó là người mà. À là đàn ông mà. Em chỉ biết là đâu. Mấy con hươu này khó bắt đấy nhỉ. Cái chà mày. Con hươu đấy bắn một phát. Nếu mà em cầm cung mà bắn một phát vào đầu là chết luôn đấy. Nó chạy nó chạy dắt vào cây tưởng nó dắt mãi nó lại chạy thoát. Bọn hươu nó kinh lắm, đổi hướng liên tục luôn. À, bình thường em chỉ có nhất kích tất sát một phát vào đầu thì ok thôi. Ôi, mang sắt về đã. Anh em mình tha hồ sắt rồi, chế được đủ các thứ. Ôi, mang sắt về xong rồi mày chế gì chế, anh nghỉ đây chuẩn bị đi đón chị Ngọc. Ok. Ơ, cao này. Bây giờ đang như này làm sao mình bám được nhỉ? Đang rơi xuống thì cứ đứng sát vào đấy, mà đang ở sát tường ấn cách là nó vẫn bám. Ôi, nó giữ lại ạ. Nó giữ để cho người mình... Để cho người mình khựng lại chứ không bị rơi tự do. Vậy tao để sắt vào trong cái lò nung nhá. Ok anh em, cho vào lò chế luôn đi. Để em chặt ít cây rồi. Cây trong nhà đấy. Cho những cái gì vào? Cần cây này, cần sắt này. Sắt với cây đâu? À chết nhầm, nhìn nhầm mấy con mối. Nhìn nhầm mấy con mối thành thành cây. Rồi. Mái hơn 300 cây này. Rồi, chắc em phải chế ít tiến sắt dùng thôi. Nha, có gì tối mày phải đi làm à? Vâng, tối em đi làm. Thế tối tao chơi bọn kia.